xin được chào đón toàn thể quý vị đang đến với bản tin tài chính 24 giờ trên kênh XTB. Quý vị thân mến, bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Hôm nay 4 tháng 5 mở đầu sẽ là những tin tức về thị trường chứng khoán. Tâm lý thị trường tài chính toàn cầu sa sút vào đầu tuần mới. Hang Seng giảm 4,1%, Kospi giao dịch thấp hơn 2% và Nifty của Ấn Độ giảm 5%. Hợp đồng tương lai của các chỉ số Mỹ và châu Âu cũng đang giao dịch ở mức thấp. Mỹ đã bắt đầu gia tăng áp lực lên Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng có bằng chứng rất rõ cho thấy virus COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Trong khi đó, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận thương mại trong trường hợp Trung Quốc không giữ cam kết mua nông sản. Tổng số ca nhiễm virus corona xác nhận đã nhảy vọt lên hơn 3,5 triệu ca. Số người tử vong là 238,3 nghìn người, trong khi 1,15 triệu người đã hồi phục. Trump cho biết số người tử vong dự kiến ở Mỹ là 75 đến 100 nghìn người, hiện là 68,6 nghìn người. Nổ súng đã xảy ra ở khu vực phi quân sự giữa Bắc và Nam Triều Tiên cuối tuần qua. Vương quốc Anh sẽ bắt đầu đàm phán thương mại với Mỹ trong tuần này. Warren Buffett và tập đoàn Berkshire Hathaway của ông đã bán cổ phần mà họ sở hữu tại 4 hãng hàng không. Mặc dù phải bán tháo cổ phiếu khi thị trường lao dốc, nhà đầu tư huyền thoại vẫn đang nắm giữ khối tiền mặt khổng lồ, lên đến mức kỷ lục là 137 tỷ đô la. Quảng cáo việc làm tại Úc trong tháng 4 đã giảm 53,1% so với tháng trước. Các phê duyệt xây dựng trong tháng 3 cũng giảm 4% so với tháng trước, dự kiến giảm 15% so với tháng trước. S&P khẳng định xếp hạng AA cho New Zealand với triển vọng ổn định. PMI sản xuất của Hàn Quốc giảm từ 44,2 xuống còn 41,5 điểm trong tháng 4. Nhật Bản đang cân nhắc việc gia hạn tình trạng khẩn cấp cho đến cuối tháng 5. Ủy ban đường sắt Texas có thể sẽ bỏ phiếu chống cắt giảm sản lượng dầu khai thác trong cuộc bỏ phiếu vào ngày mai. Dầu bị kéo lại cùng với kim loại công nghiệp, kim loại quý đang giao dịch hỗn loạn, palladium và bạc tăng giá. Đồng yên Nhật và đồng đô la Mỹ USD là đồng tiền có hiệu suất tốt nhất. Đô la New Zealand, đồng Kron Thụy Điển và Kron Na Uy bị tụt lại sau cùng so với các đồng tiền khác. Quý vị thân mến, trên đây là những tin tức của bản tin thị trường tài chính 24 giờ trên kênh XTB. Quý vị đừng quên truy cập vào website worldwideweb.xtb.com để tiếp tục theo dõi những thông tin về thị trường tài chính cũng như đón đọc những báo cáo phân tích tài chính từ phía chúng tôi. Đừng quên khung giờ 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube XTB Việt Nam để tiếp tục theo dõi những bản tin thị trường tài chính. Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.